mấy cô, không biết lúc này mấy cô mua bán như thế nào. Mua bán em mà cái mặt cái gì vậy? Ế, ở không ăn hoài hả? Bán ế quá, không ngồi ăn hoài hả? 0942 889163. Cô tên gì? Dịch vụ nấu ăn bé Ba Khải. Dịch vụ nấu ăn bé Ba Khải. Các bạn cùng ơi, cá lóc kiến mình bán nhiêu ký hả cô? 50.000 ký à? Quá rẻ luôn, mình làm sẵn vậy luôn hả? Cá kèo xong. Cá bóng dừa. Cá bóng cát. Cá chim trắng. Kèo. Ủa rồi sao lại gọi là cá bóng dừa, mình nuôi cho ăn dừa hả cô? Không, tại cái sông nó bóng dừa, ta loại bóng dừa chứ không biết nữa. Nó có tên gọi từ xưa giờ ha. Từ xưa giờ mà nó biết. Các bạn có muốn ăn cá thì bên trong khu vực chợ thành có một cô cười rất là dễ thương chuyên bán cá. Thôi em cảm ơn cô. 2 ký này rồi cô mới nạo ra được 1 ký kia. Đó, đây là cách cô ấy làm ra cái chả cá nè các bạn. Thôi cầu mong cho cô bé xinh đẹp ngày nào cũng mua bay bán đắt nha. Kêu bánh canh thì làm ra con nuôi, kêu con nuôi thì làm hủ tiếu. Cháo lòng đặc biệt, xin chào anh cháo lòng. Các bạn muốn ăn cháo lòng thì gặp anh đẹp trai chuyên bán cháo lòng. Anh cháo lòng ở đâu bạn? Tép hả? Bắt chung luôn hả anh? Hay quá. Quá nhiều cua. Giống mình ngăn trùng quá. Ký từ cua 800g ốc. Này mình bắt trong clip cam mà bắt ruộng anh. Clip cam cua gắn chung ốc. Chung luôn. Rồi, đây ông chú ông thu mua gắn này các bạn. Gắn trùng ốc cua. Nguyên một gắn luôn các bạn. Có muốn sử dụng gắn hay là muốn bán gắn này ra đây gặp hay giám cầu thành có ông chú rồi các bạn. Một gắn trùng luôn. Bé ngoan quá. Các kiểu quá nhiều nha các bạn. Bọc cua của cô mới vừa mua nè các bạn. Cái đó là ốc lát hay ốc? Ốc tu cô. Bù. Rồi phải chưa các bạn. Bọc luôn. Này là con gắn chung nè các bạn. Kêu gắn hữu hành nữa các bạn. Đó. Hai con gắn hữu hành.
con cúc cô chú mua may bán đắt nha. Dạ. Tới chỗ đèn xanh đèn đỏ đó là tới chợ rồi đó các bạn. Chỗ đèn vàng chớp chớp đó các bạn. Wow, con này rắn khủng luôn. Rắn này kêu rắn gì anh? Ôi ôi. Kêu gắn gì anh? Dôi cục hả? Trời ơi. Wow. Con này chắc cả 5kg quá. Quá dữ luôn. Trời ơi. Cái này là anh bắt được hả? Nuôi ở nhà. À nuôi ở nhà. Đây nè. Giữ gần thiệt. Gắn chung. Không được là mua liền cũng đâu quá. 3kg mấy luôn. 3kg 6. 3kg 6 luôn. Mày nuôi cái chừng bao lâu mà nó bự dữ vậy? Của cô đó hả? Cái này lâu lắm rồi. Mấy giờ mấy con quăng giả đâu còn nữa anh? Còn không còn. Còn mới mưa lâu năm á. Đó là cá rồi. Cá bên đây giữa nó đó. Ủa con này con cá hả? Nó làm bao ra luôn đi. Cái ngắn cái dài. Con ngắn con dài. Con cục con dài ha. Quá trời nhiều các bạn ơi. Nhìn ghê quá. Đi chỗ khác các bạn ơi, đi ghê quá. Chợ Âu Thành này nằm cũng cặp mé sông như thế này các bạn. Đây là bản công đức của ông thầy phó nè các bạn. Vì sao trước đây ở nơi này có tên gọi là chợ thầy phó thì đây là minh chứng cho việc vì sao có tên gọi là chợ Thầy Phó. Trong các địa danh của tỉnh Vĩnh Long thì có tên gọi chợ Thầy Phó thuộc xã Hồ Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Nay là chợ Hồ Thành. Thầy Phó cách gọi theo nghề nghiệp và chức vụ của ông Nguyễn Hữu Tình năm 1932 bởi ông là thầy Cúc Bắc từng giữ chức phó cai tổng của tổng thành trị huyện Tuân Nghĩa. Ông thầy Phó quê ở Ba Tre, tỉnh Trà Vinh. Ông xuất thân từ một gia tộc giàu có, tính tình thẳng thắn, thanh liêm, thương người. Ông có công thuê người chặt gừng, đắp gò, lập chợ và làm nên con đường từ chợ đến ngã ba Chà Mẹt để thông thương với cầu Kè, Chợ Ôn, giúp phát triển vùng Quan Sơ thành trù phú nên được người dân hết mực kính trọng. Chợ Thầy Phó do ông đứng ra tập hợp người dân xây dựng và hoàn thành vào năm 1910. Ngôi chợ khang trang có đầy đủ các khu phố, cửa hiệu, nhà hát và trường dạy nữ công. Ngôi chợ này được người dân đặt tên là chợ Thầy Phó để ghi nhớ công đức của ông. Các con cháu chắc đồng phụng lộc. Thanh minh năm Canh Tý 2020. Còn bên đây là khu ăn mộ của ông này các bạn. Ông tên là Nguyễn Hữu Tình, tên thường gọi là ông Thầy Phó, mất năm 1932, năm Nhâm Thân. Đây là tổng thể bên ngoài khu lăng mộ của ông này các bạn.
phía bên ngoài thì tiếp giáp với mặt tiền đường 907 nha các bạn. Từ đây thì các bạn nhìn thấy phía trước chợ Đông Đông, đó là chợ Hữu Thành ngày nay nha các bạn. Phía trước các bạn nhìn thấy là khoảng 100m nữa lại ta tới chợ Hữu Thành ngày nay. Trước kia là chợ Thầy Phó các bạn. Chợ Hữu Thành thì cách trung tâm chợ Ôn khoảng 20 km, còn cách thành phố Vĩnh Long khoảng 42 km nha các bạn. Đây là mặt tiền đường của 907. Bên trong khu đó thì đó là lăng mộ của ông Thầy Phó, cũng tên thường gọi tên thật của ông là Nguyễn Hữu Tịnh, người đã sáng lập ra ngôi chợ này. Nhưng mà sau khi giải phóng năm 1975 đó, theo chiếc xe tham khảo thì một số bà con này cho biết là khoảng vài năm sau thì đã đổi tên trở thành chợ Hữu Thành. Còn thực hư như thế nào thì nếu các bạn có biết thêm, hoặc là các ông bà cô chú lớn tuổi có biết thêm về ngôi chợ này thì xin hãy để một bình luận cho chiếc xe biết với nha. Đây có cô chú bán chú chiên rất là nhiều các bạn. Nha. Đây con cô chú cho con quay chú chiên chú. Cho con quay chú chiên nha. Đây là cặp mặt tiền đường 907, cách chợ chắc khoảng 50m các bạn. Có một điểm bán chú chiên mình thấy rất là hoành tráng các bạn. Đó. Có một người ghé lại mua chú chiên. Thôi con chúc chú mua mai bán đắt nha. Hai bên lề đường thì cũng bán rất là nhiều đồ nè các bạn. Đây là ra chợ ra giống như rau củ quả nè. Đây là nhựa Bình Minh gì nè các bạn. Một cô dưa hấu xinh đẹp. Dạ. Bảy ngàn một ký các bạn. Cô bán bánh bào. Con chào cô bánh bao. Chào cô bán xôi. Nhận các loại xôi, giò, xôi cộng, xôi đậu đen, đậu xanh. Có số điện thoại. Các bạn có muốn mua xôi thì liên hệ, hoặc đặt tám tiệc gì đó thì liên hệ với cô chủ này bằng số điện thoại vừa nêu. Em chúc cô chúng chị mua bán đắt nha. Quầy bận với số. Bên đây thì có anh bán cái gì, bánh bò các bạn, bánh tiêu, bây giờ chưa quẩy. Đây thì giữa ngã ba tiếp giáp của đường 907 đây các bạn đi thẳng luôn thì lên cầu Hữu Thành. Còn đi mấy tay bên tay phải này thì ta đi ra cầu Trà Mẹ, đụng quốc lộ 54 các bạn, để đi về cầu Kè và về Vinh cũng được nha. Chào các bạn, hiện tại chiếc xe đang có mặt tại chợ Hữu Thành. Chợ Hữu Thành có địa chỉ tại khu phố xã Hữu Thành, huyện Châu Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Hiện tại là 7 giờ sáng ngày 5 tháng 4 năm 2024. Giờ mời các bạn cùng theo chân chiếc xe cùng nhau tham quan khu vực chợ Hữu Thành này, xem bà con tiểu thương mình đây mua bán ra sao, nhằm có mặt hàng nào cũng như đặc sản của các vùng miền như thế nào. Giờ mời các bạn cùng theo chân chiếc xe nha. Đây là quang cảnh ở phía trước của khu vực chợ đó các bạn. Giờ mình bắt đầu từ cái cầu chợ Hữu Thành tiến về chợ cho các bạn cùng xem nha. Phía trước đó là các bạn nhìn thấy đó là cầu Hữu Thành nha các bạn. Lương sổ 100.000 ký, 1 ký 100.000, quá rẻ. Sáng giờ bán được không anh trai? Lương sổ 100.000 ký, 1 ký 100.000, ký còn 100.000 rẻ quá nha các bạn. Em chúc anh trai mua mai bán đắt nha. Bên đây có một tiệm bánh mì, bánh mì đặc biệt, bánh mì chả lụa rất là nhiều. Các bạn có muốn ăn bánh mì thì ở đây quá trời nhiều bánh mì nha các bạn. Bên đây bánh mì thì còn có một quầy bán trái cây, có một cô bé xinh đẹp chuyên bán trái cây ở ngay chợ Hữu Thành. Chào cô bé xinh đẹp. Đây là Quốc Lâm gì nè các bạn. Đây thì mấy cái tiệm cho thuê đồ cưới. Có một
một khán giả tên nickname là Tiết Dương các bạn. Nhờ chiếc xe quay dùm cái chợ Hộ Thành vì cô ấy ở xa tuốt đầu tận bên Mỹ các bạn. Đã lâu rồi không có dịp trở về quê hương. Thì có comment vô nhà chiếc xe quay dùm chợ Hộ Thành để cô ấy có cái điều dịp để cho em lại quê hương của mình là như thế nào. Dạ. Yeah. À, đây là bánh mì đặc ruột các bạn. Các bạn xem nhớ ủng hộ chiếc xe bằng cách bấm vào nút like và bấm đăng ký kênh ủng hộ chiếc xe quá nha các bạn. Hay là còn chia sẻ video cho mọi người cùng xem để biết đến cái chợ Hộ Thành. Chú bán cơm luôn. Con chào chú bán cơm. Sáng giờ mình bán được không chú? Chưa được chú mà. Mình này mình nhà làm hả chú? Wow, cơm này gọi là cơm gì hả chú? Cơm gạo. Cơm gạo ở nhà làm. Đó. Một bọc như thế này mình bán mấy ngàn hả chú? 20 ngàn thôi. Quá rẻ luôn nha các bạn. À, con cầu mong cho chú ngày này luôn mua may bán đắt nha. Bây giờ mình đi theo đường mé bên phải của ngôi chợ nha các bạn. Buổi sáng ở đây cũng rất là nhộn nhịp tại ngay mặt tiền đường các bạn. Các bạn nhìn là xem xe cộ qua lại rất là nhiều. Tiền bán vé số. Đây là bán trái cây các bạn. Cô bán thịt quay. Quá nhiều thịt quay luôn. Đây kìa, bán đồ gãy các bạn. Cô bán núm nè. Núm trái cây, hủ tiếu. Wow. Đây quá nhiều xài luôn. Wow, thịt quay nè các bạn. Bánh bò, bánh ít, bánh tét, các loại bánh luôn, bánh mì. Wow, bánh mì gì giống con sâu quá. Con chào cô, con chúc cô mua may bán đắt nghe. Sông xứ hàng Việt Nam chất lượng cao, chất lượng giá, cao. Giá rất là rẻ. Bên đây thì bán quần áo các bạn. Đây giống như bán tạp hóa nha các bạn. Đường, đậu, bánh gì các loại nha. Tạo điều kiện sao mà có cái bãi gửi xe lớn đó các bạn. Để bà con mình đi tới chợ thì gửi xe chạy vô thế này thì kẹt xe rất khó cho cái tiền đi lại mua bán của bà con tiểu thương các bạn. Đây còn xoài, nước sâm, hạt chia, mũ chôm. Bên đây giày dép, quần áo. Đây là trái cây rồi các bạn. Chụp hình lấy liền. Một cô bán bắp xinh đẹp. Bên đây cô bán trái cây, bán bông hoa. Bán hủ tiếu, bánh thánh, mì tươi nha các bạn. Mình có đói bụng mình ghé đây mình ăn luôn nha các bạn.
rau củ nè. Bên đây một cái tiệm tạp hóa rất là lớn ở bên trong chợ các bạn. Cô ngồi thấy thương quá. Cô bán đậu hũ. Quá đậu hũ mình làm dài dài luôn cô. Ở quê con người ta cắt cục cục không à. Dạ. Mình làm nhà bán hả cô? Dạ. Chúc cô mua may bán đắt nha. Dạ. Cô đi bán rau muống, này chắc rau ở nhà trồng hả cô? Cô tự trồng. Có hai trái bí nhỏ thôi. Dạ, con ở Vĩnh Long. Dạ, con chúc mấy cô luôn nhiều sức khỏe nha. Bên đây là mỹ phẩm các bạn, đồ gãy nè. Cá lóc, cá gồ, cá chê, lóc hy. Đó bán chiến dịch các bạn. Mỗi một chỗ hộp dịch thì có để giá sẵn nè các bạn. Hộp lạc 20, 17, 30 chắc tùy theo loại lớn loại nhỏ các bạn. Có hộp cúc thì 10.000 các bạn. 10.000 chục cúc lạc. Quá nhiều hộp dịch. Cái cô chủ xinh đẹp. Sáng giờ mình bán được nhiều không cô? Cũng đỡ. À, cầu chúc cho cô luôn mua may bán đắt nha. Dạ. Em là YouTube Chí Xe TV. Dạ, Chí Xe TV. Dạ, cảm ơn cô. Có rất là nhiều trái cây, một cô bán trái cây xinh đẹp. Cô có bán rất là nhiều trái cây đây các bạn. Mãng cầu, thanh long, táo, bơm, nho, quýt, xoài, ổi, nữ hoàng. Nhiều có lắm, mận, ăn phước. Các bạn có muốn ăn trái cây thì vào bên trong khu chợ Hữu Thành có một cô cười dễ thương chuyên bán trái cây. Em là chúc cô luôn mua may bán đắt nha. Dạ. Đó, kế bên cô trái cây thì có cô rau củ. Sáng giờ bán được nhiều không bé? Cái gì tôi đi chợ nhiều lắm mà. Chợ mua nhớ. Chưa chắc người ta chưa ghé mua đó. Thôi hy vọng chút xíu nữa có nhiều người tới ủng hộ bé ha. Bên đây thì bán giày dép rồi các bạn. Giày dép với mỹ phẩm dành cho phụ nữ rất là nhiều rồi các bạn. Ông chú bán dây số. Một cô bán vàng. Vàng bây giờ người ta bỏ ngoài sân không hả các bạn? Không có đem vô trong hộp đó nha. Dạ, chào chị. Gần một năm rồi mới gặp lại mấy cô. Không biết lúc này mấy cô mua bán như thế nào. Dạ, mua bán ế mà cái mặt cái bụng nó cứ bự. Cái gì vậy? Ế ở không ăn hoài hả? Quay quá. Bán ế quá không ngồi ăn hoài hả? Không mà ế mà còn tiền ăn cũng đỡ, không sao. Vậy cái năm tới là chú xuống là không thấy có ai hết chưa? Cái gì kỳ vậy? Thôi đừng có nói nghe buồn. Cô bán bánh tráng. Mắm này thơm thiệt các bạn ơi. Đứng bên kế bên là thơm nước đồng luôn nha. Mắm sặc. Mắm cá linh. Còn cô thì bên đây thì bán bông. Đó. Mà cô bên đây bán ớt. Bán bánh bông lan. Cô kia thì bán mít. Bán chuối vàng vàng á. À chuối cao quên. Dạ, đây là YouTube Chí Xe TV. Đó. Dạ. Vô cái số Zalo này á. No. Cái kênh YouTube Chí Xe TV. Đó là cái kênh. Có, nãy giờ có cô bán bông là bán được à. Cái cô kia nó hàng ế quá có cô bán bông luôn. Vậy là hồi có tô hủ tiếu rồi đó, bán bông rồi có tô hủ tiếu rồi đó. Dạ, đúng rồi. Dạ. Dạ chiều nay khoảng 6:10 đó, chiều á. Đó có một cô xinh đẹp. Đó, ủng hộ mua con cá lóc. 12.000 có đầu.
12.100 có cái đầu à, bắt đầu mua hết nguyên con luôn, khỏi cần cắt ra làm hai. Có ba cái mình nè, lấy ba cái mình đi đi. Mình cho cái giá 12 luôn. À, có nghĩa là mình mất tiền hơn nhưng mà cô vẫn tính giá 12 luôn bằng giá, bởi vì cái cô này đẹp tính khác. Mua đi ủng hộ. Mua ủng hộ cho con, có con hủ tiếu con ăn. Đó, thấy không, thấy thương không? Nghe đó. Cái hàng 7 coi. Rồi. Một bó bông. Dạ cho. Mười ngàn một nhánh bông thôi, quá rẻ luôn. 10.000 kiếm bông. À cái này không đúng rồi nghe, kiếm bông có 10.000 là không đúng rồi nghe. Đừng có nói rẻ quá, hồi tôi ham tôi mua ráng chịu. Dạ. Có nhiều nào ổng tốt nãy giờ sợ vậy. Đó. Ba bó đi rồi bớt cái ốc đỉnh cho. Lấy đi, mở tính đi. Con mua mắm nào cô? Wow, con mua bông nhiều quá luôn nha các bạn. Thấy bên Thiên mua hồi sáng sớm mà gặp cô này mở hàng là ngồi thôi là sung sướng cuộc đời luôn. Dạ đúng rồi. Bộ bên đây bán ớt có một làng à, có một mình bên cô ăn ít thôi. Mua mấy trái chuối thôi. Thôi em cầu chúc cho mấy cô ở đây luôn mua may bán đắt nha. Dạ dạ em cảm ơn mấy cô nha. Wow, một cô bé xinh đẹp mua mấy trái chanh. Dạ, một cô dễ thương chiều bán bánh ướt. Bánh ướt bánh mặn hả cô? Bánh ướt bánh mặn nha các bạn. Cô có bán thêm chè đậu trắng, thêm đậu hũ vàng hay gì kìa. Rồi đó, các bạn có muốn ăn bánh ướt, ăn bánh mặn thì đến đây với chợ Hù Thành. Và bên đông trong này có một cái cô dễ thương. Em cầu mong cho cô ngày nào cũng mua may bán đắt nha. Rồi, cảm ơn. Dạ. Thôi mình mời các bạn cùng theo chân chiếc xe vào bên trong khu vực chợ nha. Ở đây là bán giày, bán dép, bán các loại trứng các bạn, trứng gà, trứng vịt, trứng cút gì nhiều thứ nha. Ồ đây cũng trứng quá nhiều các bạn. Mình ưng loại nào mình mua loại đó. Bởi vì mỗi một loại thì có bảng giá khác nhau các bạn. Cái cây. Đây thì mấy cô bán đồ hũ các bạn, bán đồ chai á. Bún giá hủ tiếu các bạn. Đây có một cô bán cái cây. Cô bán tép gồng. Con cá lồng tông, cá sặc, cá bóng. Một bà cụ bán bánh mì, bán bánh tráng. Con chúc bà luôn khỏe mạnh nha. Dạ. Đây thì có một quầy sạp bán, cái tiệm bán quần áo các bạn. Má ơi má bán cái gì má? Má bán hột vịt. Bán gào. Ồ, hột vịt của má bự bự không? Dạ. Con vịt của nhà mình đem ra đây bán luôn không má? Dạ. Rồi má tự hái ra mua gào má luôn hả? Tự hái luôn, gào hái luôn. Wow, má hay quá. Hôm nay má được nhiều tuổi chưa má còn ngồi chợ má? 71. Trời ạ coi, 71 luôn á. Má ăn cái tiền đâu ai đâu, cho ăn. Má nói dễ thương quá các bạn. Má 71 má vẫn còn ngồi chợ bán nghe các bạn. Dạ. Con cầu mong cho má luôn nhiều sức khỏe. Ngày nào ra đây thì mua may bán đắt nha. À, con cảm ơn má. Mấy bà mẹ quê là vậy đó các bạn.
Dạ con ở Vĩnh Long. 70 bảy mấy tuổi mà vẫn còn ngồi chợ đó các bạn. Mà nói thiệt tình với các bạn, đôi khi mấy người lớn tuổi á, ở nhà thì buồn, ra đây ngồi giống như là tập thể dục, rồi vừa có thêm một chút xíu thu nhập. Dạ đây cũng một bà má ngồi bán rau nè các bạn. Đó. Rau này má tự hái ha, má mua đi bán lại má. Má tự hái à con, má nghèo quá. Dạ, má tự hái các bạn. Gồm có rau diệu. Rau vũ thứ hết trời. Đó, rồi đây là rau mình bắt dây quá, giống mình bắt dây quá. Dây ấy, mũ quạ. À lá mũ quạ, lá thuốc dồi nữa các bạn. Dồi. Nhiều thứ nha, rồi mình bắt dây nữa. Qua wow, thôi kính thưa các loại rau luôn, rau tập tàn. Rau này là chất lượng nhất, là một trong các loại rau ở miền Tây này nha các bạn. Mình cũng không sợ phân thuốc gì hết, còn có rau chay nữa các bạn. Ăn được đủ được. Rau này tao đâm giặt bó một nhọt cái gì cũng được nha các bạn. Nhiều lắm. Mặc dù những cọng rau đơn giản nhưng mang ra cái giá trị rất là vô cùng là to lớn nha các bạn. À con cầu mong cho má luôn mua mai bán đất. Ngày nào cũng khỏe mạnh nha má. Dạ. Nghèo quá. Hỏi. Dạ. Hỏi xài. Đây kìa. Bán quần áo 200g. Mấy cô bên đây bán rau củ. Đây thì bán đồ gãy các bạn, rất nhiều cô bán đồ gãy đo, một cô gọt khóm. Dạ không có ế còn sớm mà, đó thấy không, sao ế được, nhìn cô cười vui vẻ vậy ai mà không muốn mua của cô. Dạ đó, một ký dưa leo. Dưa leo về mình bán bao nhiêu ký hả cô? Dạ 20.000 anh ơi. Wow, 20.000 quá rẻ luôn nghe. Một ký dưa leo. 20 ký. 20.000. Đó thấy chưa, đâu có ế được. Thôi cầu mong cho chị lúc nào cũng mua mai bán đắt nha. Dạ em cảm ơn anh nha. Dạ. Này. Quần mặc áo rất là nhiều các bạn. Em là YouTube Chí Xe TV. Gửi đi cho cô xin được vô cái kênh Chí Xe TV đó mà xem. Cô bán mắm quá nhiều mắm luôn. Mắm gì cũng có, các bạn muốn ăn mắm thì vào bên trong chợ Hậu Thành có một cô chuyên bán mắm. Mắm cái gì á tập lông chân. Mắm dưa mắm, mắm guốc. Mắm guốc, dưa mắm, mắm cá không có chứ nó mắm tùm lum hết trơn là sao? Quá trời nhiều không biết giới thiệu cái nào luôn. Mắm lóc, mắm sặc. Tiêu, tỏi, rồi còn có than, ôi cô đã bán tầm lum chân nha các bạn. Nè các bạn tự nhìn nha, nhiều lắm, giới thiệu như đây là mỗi miệng luôn á. Sáng giờ mình bán được nhiều không cô? Được. Hello. Hello, xin chào. Hello. Các bạn. Các bạn ở gần đây có muốn ăn mắm thì vào bên đây ủng hộ cô chủ xinh đẹp. Ok. Cầu mong cho cô ngày nào cũng mua mai bán đắt nha. Đúng rồi, cảm ơn nha. Dạ. Đó, bên này các bạn, cô bán hột vịt, bán ngó sen, bán hạt sen, bán củ sen luôn các bạn. Hay quá, chắc nhà sen của cô này ở nhà chồng rồi các bạn. Dạ em ở Vĩnh Long chị. Đây là cái tên kênh của em nè. Giờ em gửi cô đi chưa buồn gì đó rồi ngồi đó mà xem. À. Cho các bạn xem nè. Cái này là giống à? Cái này giống à dưa bồn bồn hay dưa năng, năng bột đó các bạn. Đó, còn cô còn có làm dưa chua nữa nghe. Đó, chưa bùng bồn, năng bột, mũ sen, ngó sen, hạt sen luôn. Qua wow, quá nhiều quá, rồi củ sen các bạn. Rất là nhiều ha các bạn. Bên đây còn cô bán tép các bạn. Tép gồng, cá lóc đồng. Đặc biệt con cái ở đây đồ đồng rất là nhiều nha các bạn. Cá đồng, cá sông nha. Đó. Rồi đây một cô này cô ngồi cô cắt cái đó chắc lâu lắm, phải kiên nhẫn lắm các bạn. Phải xiên lắm nó mới ngồi đó. Hiện tại là cắt cái mấy con như vậy, một ký tép là rất là nhiều con nha các bạn. Một con cá bóng đen. Đó. Không, cá sặc. Ở đây vậy cô bán xoài. Ổi.
củ sắn, mận nữa, 3 kg. Đây bán quần áo rất là nhiều các bạn. Đây là cái khu trung tâm trong nhà lồng các bạn, là bán thịt cho các bạn. Đó. Phía trước màn hình các bạn nhìn thấy đây là khu vực còn lại bán cá nha các bạn. Cạnh đây còn có qua wow, mấy bưởi này sao nó xù xì nữa, là nhiều bưởi nè các bạn. Còn cô còn có bán lò nha các bạn, các loại cá lò, các bạn muốn xài lò thì bên trong chợ có chỗ bán lò nè các bạn. Còn các cái này cái gì giống cái gỗ quá, cái này cái gì hả cô? Cái gỗ người ta trộn thịt bò hả cô? À cho nên ở đây có cái quai đét ra lẽ là đừng cho nóng cái tay các bạn, bỏ thịt vô đây rồi bỏ vô cái nồi trụng. Còn có cái này để bắt cá nha các bạn, cái này là cái đây là cái đồ bắt cá sặc. À cô có nhiều loại bắt cá rồi các bạn. Đó, em cầu mong cho cô luôn mua may bán đắt nha. Dạ đó, tới đây là một cái quán cà phê, mình đi chợ mỗi chân thì ghé vào đây uống cà phê luôn nha các bạn. Và tới khu vực bán cá nè các bạn, ốc tép gồng, có chuột đồng, có ớt, lóc, cá chê, cá trạch, cá rô, đủ thứ các loại cá luôn. Bạn có muốn ăn cá vào đây, có một cô chủ xinh đẹp chuyên bán cá. Hỏi cười đẹp sẵn rồi, đẹp sẵn rồi đâu cần cười. À, rồi bây giờ mình bắt đầu từ khu vực gần kia quay lại cho các bạn xem nha. Đó, em đi làm YouTube cho mọi người xem cái chợ quê mình ra làm sao. Đây là khu vực của mấy cô bán gà vịt các bạn, chuyên thu mua và bán lại gà vịt. Đó, hello, xin chào mấy cô xinh đẹp. Hello. Chào cô, em là Chí Xe TV nha. Chí Xe TV. Dạ, yeah. Em cầu chúc cho mấy cô ở đây luôn mua may bán đắt nha. Dạ. Yeah. Đó. À, khán giả yêu cầu cô xinh đẹp ngước mặt lên. Trời ơi. Cô bán gà vịt ở đây hả? Đó, cô chuyên thu mua gà vịt và bán lại. Các bạn có muốn ăn gà vịt hay bán gà vịt vào trong chợ Âu Thành gặp cô. Dạ, em cầu mong cho cô luôn mua may bán đắt nha. Rồi, cảm ơn nha. Dạ. Đó, cô này cười cũng dễ thương. Dạ đẹp. Đó, giờ à đừ. Không mà cô cười dễ thương thiệt. Dạ em là YouTube, em là YouTube Chí Xe TV. Dạ cô cũng chuyên mua thu mua mấy con gà nè các bạn. Ủa mình cuộc có lại hết trơn hả cô? Dạ để nó vậy. Thôi em chúc cô luôn là mua may bán đắt nha. Nhớ cái kênh của em chưa? Chí Xe TV. Dạ. Thôi em cảm ơn cô nha. Trong này cũng có gửi xe nữa nha các bạn. Mình đi chợ là tốt nhất là mình nên gửi xe, mấy các bạn gửi xe như thế này. Chứ mình chạy nãy các bạn cũng thấy mình chạy xe trong chợ thì cái đường thì nhỏ xíu các bạn, rồi bị kẹt xe, rồi ảnh hưởng đến việc đi lại của bà con cô bác đi chợ, rồi ảnh hưởng của tiểu thương nha các bạn. À, bên này có một cô xinh đẹp chuyên nấu ăn. À cô chuyên nấu ăn hả? Dịch vụ nấu ăn tại nhà. Dạ. Hội dịch vụ nấu ăn là sao cô? Có thể nói cho khán giả hiểu được không cô? Dịch vụ nấu ăn tất nhiên là ai bao đâu cũng đi lấy. À có nghĩa là người ta có đám tiệc. Đúng. Mình tới mình nhận nấu đám. Đúng. Đó. Đây là wow, nhìn chảy nước miếng luôn. Một nồi thịt kho luôn các bạn. Đó, nhìn đã chưa? Đây là tôm nè các bạn. Tôm này là mình nấu súp cua hạt sen. À cô chuẩn bị để nấu súp cua hạt sen. Nghĩa là cô nhận đám. Nếu các bạn ở gần đây mà muốn nhà mình có đám tiệc gì đó mà có thể thuê thợ nấu nhận nấu đám thì liên hệ với cô. Đó. Mình có thể chia sẻ số điện thoại mình lên cho khán giả người ta gọi luôn không cô? 0942
0942 889163 889163 cô tên gì? Dịch vụ nấu ăn bé Ba Khải. À, dịch vụ nấu ăn bé Ba Khải. Các bạn cũng vừa nghe cô chia sẻ, nếu có nhu cầu về đám tiệc thì hãy liên hệ với số điện thoại của cô vừa nêu. Em cầu mong cho cô ngày càng nhiều khách hàng đặc biệt nha. Trời, cảm ơn. Dạ, em cảm ơn cô. Hỏi xin gì đặng câu luôn nha. Đây là cái kênh YouTube của em. Dạ. Em gửi cô. À, có mấy cô ở đây đang ngồi ăn hủ tiếu, mình không có quay nhiều cho các bạn. Dạ, YouTube Chí Xe TV. Chí Xe TV nha cô nha. Mấy cô ăn mình không có quay nhiều nha các bạn. Cô xinh đẹp bán đắt quá. Ngon không chú? Dạ ngon. Nay đi theo cô là có đồ ăn nhiều luôn á. Một giỏ luôn. Dạ giỏ luôn á. Dạ cái đó là cá lau kiến. Cá lau kiến. Ồ cá trứng không hả cô? Nửa ký. Thế đó còn đó có trứng không chú? Ôi chị ơi, chị bán cái trứng. À. Cá lau kiến mình bán nhiêu ký hả cô? 50.000 ký à? Ồ, quá rẻ luôn, mình làm sẵn vậy luôn hả? Ừ, ta làm sẵn luôn ha, thấy ngon. À, rồi. Thấy ngon lành luôn. Các bạn có muốn chú gì đây được, chú đăng lên đây chứ gì vậy? Dạ. Tôi biết rồi. Dạ, Chí Xe TV. Nè, cái kênh, YouTube này nè. Thôi, cô giữ tờ luôn đi. Chừng nào muốn coi thì coi. Dạ. Quá, wow, cô này bán đắt quá, một đống tiền luôn. Mấy cô này là đẹp đẹp hơn là mấy. Dạ. Để tính già. Dạ hồi điếm thiệt rồi, hồi quên thiệt luôn bây giờ nè. Có đâu, rồi phải kiếm lợi chứ. Dạ. Thôi vậy đi chú ơi. Dạ. Đâu bỏ luôn. Thôi vậy chị. Thôi cầu chúc cho cô luôn mua mai bán đất nha. Cái đồng các bạn. 22.000 một con cá lóc. 2 cái gô. 2 cái gô à. Dạ. Đây là cái tên kênh YouTube nè. Em gửi cô. Cái kênh đó Chí Xe TV. Dạ, em cảm ơn cô nha. Chí Xe TV. Đó. Cá kèo xong. Cá bóng dừa. Cá bóng cát. Cá chim trắng. Kèm. Ủa rồi sao thì sao ta gọi là cá bóng dừa, mình nuôi cho ăn dừa hả cô? Không, tại cá sông nó bóng dừa, ta loại bóng dừa chứ không biết nữa. À nó có tên gọi từ xưa giờ ha. Gọi từ xưa giờ mà nó biết ăn cái gì. Dạ. Không biết ăn cái gì luôn. Dạ em à, cầu mong cho cô luôn mua may bán đắt nha. Các bạn có muốn ăn cá thì vào bên trong khu vực chợ Âu Thành có một cô cười rất là dễ thương chuyên bán cá. Thôi em cảm ơn cô. Đó là tên Lan. Dạ chị Lan bán cá. À, có một cô đang đạo chả cá các bạn. Cá thắt lát. Mình mua chả như thế này tại chỗ thì mình yên tâm. Mình mua nó nguyên chất 100% nha các bạn. Không có mình không có sợ pha lẫn tạp chất gì hết nha. Cô vừa nạo sẵn mình bán liền như thế này các bạn. Đảm bảo nguyên chất 100%. Mình có thể nói cho khán giả biết là mình bán 1 ký như vậy là bao nhiêu tiền không cô bác? À nạo ra rồi mình bán 200. À 2 ký này rồi cô mới nạo ra được 1 ký kia. Đó, đây là cách cô ấy làm ra những chả cá nè các bạn. Thôi cầu mong cho cô bé xinh đẹp ngày nào cũng mua may bán đắt nha. À, đây là kênh YouTube Chí Xe TV. À, ở đây mấy cô bán cá nè các bạn, cá biển, ếch, rất là nhiều nè các bạn. Ở bên đây là cái dầu, rất là nhiều. À,
cá hồi, cá biển. Cá chép quá các bạn, quá bự luôn nha. Tôm, rép, mực, chả cá nè các bạn. Wow, đủ các loại hải sản luôn. Và trong đây thì không có thiếu cái loại nào hết nha các bạn. Mực ống, mực nang, mực tua, rồi tôm càng, tôm sú, đủ các loại luôn. Dạ. Sáng giờ mình bán được không cô? Dạ, cô chuyên bán các mặt hàng hải sản nha các bạn. Các bạn có ghé sang chợ Hậu Thành và bên trong có một cô rất là dễ thương. Em cầu mong cho cô luôn mua may bán đắt nha. Dạ. Đó, bên đây nữa. Wow, quá trời hải sản luôn. Thiên đường hải sản luôn. Ăn gì nha cưng? Ăn cái gì cưng ơi? Có cánh gà, có gà vịt. Dạ. Lương. Cá chặt bổi, có nơi kêu chặt bổi, nơi kêu chặt gần nha các bạn. Hết cá lòng tông nha. Dạ, con chào chung. Wow, quá nhiều luôn. Đó, bớt chút đỉnh rồi đó, tính 45 thôi. Bộ bay bọc bán rất là nhiều cá, cá lóc nè các bạn, quá nhiều. Đó. Tép bạc, cá dồ. Cá biển. Có tôm bạc. Wow, ăn cá lóc to quá. Đây cầu bên trong các bạn. Bên đây là cái khu vực mua bán ăn uống nha các bạn. Bên đây, vào bên khu vực để cho các bạn cùng xem nha. À, chiều nay có video xem rồi. Cô bán ngay giải. Dạ. Yeah. Lắm. Bây giờ tôi biết người ta vô đây tôi ủng hộ cô. Sáng giờ mình bán được không cô? Dạ cũng bán được. Cũng bán lại gai, miễn có bán lại gai là được ha. Dạ. Ở đâu đi quay vậy? Dạ em ở Vĩnh Long. Em là YouTube Chí Xe TV. Chí Xe TV. Ôi, sao đẹp dữ nha chị ơi, là ai mời? Dạ. Vô, lên lên. Có cái gì sợ đó, có cái địa chỉ không? Dạ. Dạ thôi em cầu mong cho mấy cô luôn mua may bán đắt nha. Dạ. Dạ cái kênh YouTube Chí Xe TV. Đây chắc cũng bán cám các bạn. Gạo cám. Đó cô bán gạo, các bạn có muốn ăn gạo thì vào trong đây. Bên đây cũng có một điểm bán gạo các bạn. Các cái quầy thu ăn uống, bánh mì, cháo, hủ tiếu gì trong đây nha các bạn. Chào mấy anh trai. Dạ em là YouTube Chí Xe TV. Dạ. Đây cô hả, cô chuyên quán mỹ phẩm nha các bạn, gồm có xà bông, nước giặt, nước uống kem đánh răng. À, ở đây đây thì không có ồn ào nhộn nhịp như ở trong khu trung tâm chợ. Cô ngồi ở đây một mình thôi, nhưng mà nếu các bạn có tới đây thì quẹo vào đây ủng hộ cô. Cô mình sáng giờ mình bán được không cô? Cô cười dễ thương lắm nghe các bạn. Dạ thôi ạ. Con cầu mong cho cô luôn mua may bán đắt nha.
gà. Mấy anh mẹ chú ở đây thân thiện, ai cũng vui vẻ cho nghe các bạn. Nói chung mọi người dân ở đây thì hài hòa lắm, người miền Tây là vậy đó các bạn, rất là chất phác ha. Đây là một quán hủ tiếu. Hủ tiếu ở đây rất là ngon nha các bạn. Sáng mình mới làm hết tô. Hủ tiếu này là có 102 đó. Dạ, có 102 luôn. Hủ tiếu mì Hoành Thánh. Kêu bánh canh thì làm ra con nuôi, kêu con nuôi thì làm hủ tiếu. Đó. Đó. Quay cháo lòng này các ơi. Dạ. Đó. Cháo lòng đặc biệt. Xin chào anh cháo lòng. Rất đẹp, rất ngon. Các bạn muốn ăn cháo lòng thì gặp anh đẹp trai chuyên bán cháo lòng. Gặp anh cháo lòng ở đâu Thành? Đây thì cô bán bún riêu hủ tiếu vậy nè các bạn. Đó. Phía sau đây là con sâm trồng hoa các bạn. Đó. Các bạn đi tới đây thì ghé vào đây mà ăn uống ở đây nha các bạn. Ở bên dưới là con sâm trồng hoa nha. Wow. Thôi em cầu mong cho mọi người luôn mua may bán đắt nha. Dạ. Mình là trở lại khu vực chính của chợ nha các bạn. Hay một quán cà phê, mình đi chợ mình mỏi chân rồi mình ghé đây mình uống cà phê luôn, hay là mình đợi người nhà mình cũng được. Đó, có bên đây anh trai, chào mấy anh trai nha. Trở lại trung tâm chính của chợ các bạn. Sẵn đây mình cảm ơn mấy anh mấy chị đã gửi tặng tiền bằng một lời cảm ơn cho chiếc xe TV, mặc dù không đáng là bao, một lời cảm ơn chỉ 20.000 thôi, nhưng mà đó cũng là chiếc xe cũng cảm thấy ấm lòng các bạn, như là chị Mai Nguyễn Thanh Mai các bạn, anh Tâm Nguyễn đồ nữa, một lời cảm ơn 20k đó cũng không đáng là bao các bạn, nhưng mà một lần nữa chiếc xe cảm ơn mọi người đã ủng hộ chiếc xe nha. Chào chị đẹp. Năm nay mình không bán me nữa hả? Hết mùa hả? Tưởng có bán me cũng gần một năm mà em mới trở lại đây. Mình định review ăn me thử cho bà con của bác mình xem. Lúc này chị bán được không? Cũng được lai gai. Hôm nay chị lại bán ốc các bạn. Ốc đắng. Dạ, ốc đắng như thế này mình bán cho khách bao nhiêu ký hết cơ chị? 20.000. Còn có đọt nhãn lồng 2.100 là 1 ký 20. Ra tập tàn quá, bình bát dây mình thấy lộn xộn các bạn. Lộn xộn cũng 20.000. Còn có ớt. Ớt này có cay không? Bây giờ năm rồi mình review meo, bây giờ mình review ớt đi. Biết đâu người ta mua vậy nó không cay sao. Tôi còn có bán rau lang rất là nhiều. Rồi các bạn có muốn sử dụng các mặt hàng trên như là rau lang nè, bình bát dây, ra tập tàn, ra nhãn lồng gì, ốc thì vào bên trong đây gặp chị đẹp, cầu mong cho chị luôn mua may bán đắt nghe. Dạ. Ở bên đây thì bán gạo các bạn, các loại gạo, gạo mỗi thứ thì cô để giá sẵn, mình không cần phải trả giá gì hết, mình ưng loại nào mình mua loại đó, rất là nhiều các loại gạo, tiệm gạo, cửa hàng Tí Kiều chuyên bán gạo nha các bạn. Ngay bên trong chợ ngay dốc cầu như thế này các bạn, và mấy bên phải là khu chợ cá, mình dễ nhận biết ra cái chỗ điểm bán gạo của cô nha. Em cầu mong cho cô bán gạo luôn mua may bán đắt. Dạ. Bên đây thì các bạn nhìn thấy có một bà má đang ngồi bán ốc các bạn. Má chắc có lẽ là cũng trên 60 rồi đó. Má bán ốc, bán chuối. Bán chuối, chuối ế. Không có ế mà. Chẳng qua người ta chưa có mua thôi. Một tí nữa có nhiều người vô đây ủng hộ má. Dạ, con cầu mong cho má chút xíu tôi bán hết luôn nha. Cảm ơn chú. Dạ. Dạ. Bên đây cô thì con súng rất là đẹp các bạn. Nhìn nè. Một hình ảnh bà mẹ quê với cái lọn bông súng thì
nó rất là quen thuộc với người miền Tây, nhưng mà các bạn ở tỉnh thành miền Đông miền Trung thì hiếm được bắt gặp được cái hình ảnh như thế này nha các bạn. Đó, mẹ tôi đang cắt bông súng. Bông súng này gọi là bông súng gì mà bự quá ha má. Dạ, chắc bông súng Đà Lạt quá. Không phải Đà Lạt hả? À. Bông súng ta của mình ngày xưa giờ má. Dạ. Má cắt ra sẵn luôn một lọn vậy mình bán cho người ta nhiêu mấy tiền má? 5.000. Quá rẻ luôn. Má mua đi bán lại hả? Dạ, gần ngày mua đi bán lại kiếm chừng 1 triệu 2 triệu cũng được hả má? Ảo được à? Dạ chăm thôi. Đủ sống qua ngày hả má? Dạ, con còn chúc ba luôn mua bài bán đất nha. Đó. Bên đây thì còn có cô bán khóm đó bạn. Chiên bán khóm, khóm cô để nguyên trái, khóm cô gọt ra sẵn. Bên cạnh còn có cà chua thì thôi chẳng là nồi canh chua luôn rồi các bạn ơi. Không thiếu thứ gì. Chào chị đẹp. Dạ, em là YouTube Chí Xe TV. Tên YouTube nè. Để đây cho cô đi chưa cô buồn khỏe hơn, để cô quên à. Sáng giờ cô bán được không? Cũng lê gai. Chợ lúc này cũng vắng hả? À, mình ở đây bà con mình là sống như nghề cam. Mà cam mất giá thì bà con ít tiền. Ít tiền thì người ta không đi chợ. Thôi cầu mong cho chị luôn mua may bán đắt nha. Dạ, cảm ơn chị nhiều. Cô bán bánh, các loại bánh. Ủa, hôm lâu lâu em nhớ ở đây có một cái cô bán chè gì bên bánh chỗ này nữa nè. Dạ, cô đó cũng khỏe hả cô? Khỏe. Dạ, lâu rồi em mới trở lại. Cô bán bánh bò. Bánh nước cọc é các bạn. Xương xa học lụ, xăm bổ lượng. Bánh mặn. Bánh da lợn. Rồi bánh cam, bánh ô trùm lum, bánh quá trời các loại bánh luôn. Nói mỏi miệng luôn. Thì đó, có một má lại ủng hộ. Sữa, má mua sữa. À. Thôi em cầu mong cho chị luôn mua bài bán đắt nha. Mọi người có ăn bánh thì vào đây ủng hộ chị. Dạ. Bên đây là khu vực bán hàng sáng các bạn. Giỏ, sách, móc gì, nồi, niêu, son, chảo cái gì cũng có nha các bạn. Ồ, có một bà cô bưng cái gỗ thao đi bán luôn. Rau gì đó không biết nữa. À, rau cần cua. Để dệt xiêm giường ra bán. Một anh đẹp trai bán khô. Các loại khô, khô gì cũng có các bạn. Ủa cái này cái gì, cái đầu không là gì ta? Cái này cái gì anh? Đầu khô cá gúng hả? Quá nhiều khô bạn. Khô cá dứa, khô cá gúng, khô cá sặc, khô cá lửa trâu, khô cá khoai, khô cá lẹp. Khô cá lóc. Đó, quá nhiều luôn. Đó. Ít tiền thôi không có mắc. 35.000, quá rẻ luôn. Chúc anh đẹp trai mua may bán đắt nha. À, có hai chị gái cười rất là xinh đẹp. Chuyên bán bánh ít, bánh ú, bánh tét. Yeah. Không chịu lên hình cho người ta coi mà kêu suối người ta không à. Bánh tét. Sáng giờ mình bán được không cô? Sáng nhìn bán đắt không? Bán đắt. Cầu mong cho cô ngày nào cũng bán đắt nha. Dạ. Em là YouTube Chí Xe TV. Dạ. Cảm ơn cô. Dạ. Chào anh. Dạ. Em chào anh trai đẹp trai. Chuyên bán đồ gãy trong chợ Hộ Thành. Các anh, các chị, các cô, các chú, các bác có muốn ăn đồ gãy. Rồi mà cà tím, bí đỏ, khoai lang, khoai ngọt, củ cải đỏ thì vào bên trong đây ủng hộ anh chú đẹp trai. Cầu mong anh đẹp trai mua may bán đắt nha. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Đây là mình tới trung tâm nhà lòng, chắc này là bánh quá tổng hợp luôn các bạn ơi. Mình bán thịt, bán rau, bán củ, bán quả nè các bạn. Đó. Bên kia có mấy cô bán lúc nào cũng cười vui vẻ hết trơn nha. Đó. Chợ quê của tôi là như vậy đó các bạn ơi. Ai cũng cười vui vẻ hết trơn á. Được chưa có ế. Cô ấy bào kìa các bạn, bào mà không cần nhìn luôn nha. Bán năng nạo dừa, bán cơm mẻ, bán giấm có kèm theo số điện thoại.
các bạn nhìn thấy nè, đây là toàn mặt cây nhà lá dừa không nghe các bạn, bông điên điển, bông trễ, bông mồng tơi gì đủ thứ hết trơn luôn á đó. Đó mặt hà đó, bên này có thằng cô sao có buồn vậy, không biết có bán được không đó. Sáng giờ bán được không cô? Dạ được. Được sao buồn vậy? Chưa. Đó bên đó bà cô kìa cười sảng khoái lắm nghe các bạn đó. Rồi em cầu mong cho mấy cô mấy chị ở đây luôn mua mai bán đất nghe. Đây còn có cô. Dạ cô bán khô các bạn, các loại khô luôn nha. Các bạn có muốn ăn khô thì vào trong đây nha các bạn. À, khô cá mối, khô cá lù đù, khô cá chỉ vàng, khô cá khoai. Con khô này con khô gì hả cô? Mình xẻ ra rồi đó hả cô? Sao nhìn không giống con cá nha. Nhà ở đây mình nhìn giống con cá, còn khô đó không giống con cá. Mà khô đó là khô cá mối. Cô còn có bán dưa mắm nè các bạn, mắm lóc, mắm chặt, nói chung là các loại mắm và khô. Đó, mọi người muốn ăn mắm ăn khô thì vào đây có một cái cô chị xinh đẹp chuyên bán mắm bán khô. Em cầu mong cho cô luôn mua bay bán đất nha. Dạ em cảm ơn cô. Em là YouTube Chí Xe TV, đây là cái tên kênh nè. Đó, các loại rau củ cũng có mắm nha các bạn. Đó, có một bà cô đang gọt khóm. Đó. Dạ cô ơi sáng giờ cô bán đắt không? Để em trả đắt em chết còn sớm mà gọt khóm không có người mua nè, thấy không? Hy vọng một tí xíu nữa có nhiều người tới ủng hộ cô ha. Rồi, cảm dạ ơn. Cảm ơn cô. Quay cái này đi chi đây? Dạ em đi làm YouTube cho mọi người xem cái chợ quê mình đi ra làm sao. Dạ đó bên trong có một cô cười rất là đẹp, không biết cô bán gì nữa. Cô là chủ nhân của các mặt hàng này hay gì nè các bạn, chắc vậy quá. Rau củ quả đây còn bán nấm, nấm kim chi, nấm đùi gà, ớt chuông, bông cải Đà Lạt, củ hành, hò ngò, gừng, khoai tây, củ sắn, ớt, cà chua, hạnh, đậu, quá nhiều luôn, giới thiệu hồi mỏi miệng luôn. À đây là còn có bún nè các bạn, ý mày hủ tiếu chứ, hủ tiếu, bún, bánh tráng. Các bạn có muốn sử dụng các mặt hàng trên thì vào bên trong đây với chợ Hữu Thành, gồm có rau củ và bún bánh tráng, mà kèm theo đó là đặc biệt nữa là một cái cô chủ bán rất là xinh đẹp. Đó, cô chủ xin chào mọi người, mọi người ở gần đây thì vào đây ủng hộ cô, cầu mong cho cô ngày nào cũng mua bay bán đắt nha. Dạ YouTube Chí Xe TV nha. Dạ cảm ơn cô. Bên đây thì bán niệm các bạn, niệm mấy cái đồ trà chân được các bạn, mấy cái thảm lót chân nha. Đó là rau củ. À, cô bán bí mà cô lao, cô nâng niu trái bí lắm nghe các bạn, cô kỹ lắm nha, cho nên mà sử dụng các mặt hàng của cô thì các bạn yên tâm nha. À, sáng giờ mình bán đắt không cô? Được. Dạ cũng được được ha. Dạ em cầu chúc cho cô luôn bán đắt nha. Quần áo bên đây là mà cái đồ giống như bán tập hóa các bạn. Bên đây tập hóa đường đậu bột ngọt cái gì cũng có nha các bạn. Đó. Đây thì bán niệm, mùng mền, còn có mấy cọng dây lưới nè các bạn. Bên đây à, wow, một năm rồi trở lại, hôm nay cô ấy bán đắt quá. À, tiệm Ngọc Sự chuyên phụ kiện đồ sắt, đồ mộc, đồng hồ, về đủ các loại, ổ khóa luôn nha các bạn. Đó. Các bạn có muốn sử dụng mấy cái mặt hàng này thì vào bên trong đây. Đó. 2 ký kẽm. Đó, thanh bự hơn. Thanh bự hơn thì tiền nhiều hơn. Cho tôi cắn đó nhiêu vậy? Đây. Đây.
Rồi. Xe cô lu bu quá, mình không có hỏi nhiều được các bạn. Mình đi chỗ khác. Hai cái, ba cái. Ba cái bánh ít. Đây là tới khu vực bán thịt các bạn. Trung tâm bán thịt heo. Chào cô bán thịt heo. Sáng giờ mình bán được không cô? Chậm quá hả cô? Sao lúc này ai cũng lắc đầu chậm quá. Rồi em cầu mong cho cô mua may bán đắt nha. Dạ. Đó, bên đây là mấy cái quầy của mấy cô anh em chị bán thịt các bạn. Cô bán mắm ơi, con chào cô nghe. Chào chị đẹp. Mấy cô bà chị ở đây chuyên bán mắm các bạn. Mắm lóc, mắm sặc, mắm linh. Còn có dưa mắm, rồi mắm guốc. Hai bên cô với chị bán giống nhau. Các bạn có muốn ăn mắm thì vào bên trong khu trung tâm này có rất là nhiều mắm. Em cầu chúc cho chị, cầu chúc cho cô luôn mua may bán đắt nha. Em cảm ơn cô, cảm ơn chị nha. Bán mà còn nhịp giờ không biết bán đắt luôn rồi. Sao dạ? Lâu chưa cô, hay mấy ngày nay thôi à? Ôi trời ơi. Thôi cho cô cười sáng quá dữ. Ngồi chơi không? Cô không bán gì chơi các bạn. Dạ thôi, dù sao đi nữa thì cũng dạ, dù sao đi nữa thì cũng mong cho cô bán đắt nha. Dạ. Dạ. Dạ ấy hả? Này cô bán đồ gãy. Mấy cô đây chia sẻ một cách ra chân thành quá các bạn. Đó, cô gọt cốm. Sáng giờ cô bán được không cô? Cười lên hả? Cười lên. Cô này cười dễ thương thiệt các bạn. Sáng giờ mình bán được không cô? Bán được người hai người gì vậy? Dạ cũng đỡ. Đỡ hơn nãy cô kia không có bán ai. Dạ thôi dù sao đi nữa thì cũng cầu mong cho cô bán đắt ha. Dạ em cảm ơn cô. Đúng rồi, sáu mấy ai mà tin. Thiệt. Bây giờ thầy Bửu bây giờ không có đón được. Thầy Bửu bây giờ không có đón được tuổi phụ nữ. 62 tuổi các bạn có tin không nghe. Cô còn cười rất là sảng khoái. Dạ chí xe TV. Cái gì mặt đài nào ra? Nè này nè. Chí xe TV. Dạ. Đây là kênh YouTube nè. Đó. Cô bán có nhang, có đèn cầy, có tiền vàng mã các bạn. Bánh tráng ở chầu cao. Cô chầu cao xin chào khán giả. Các bạn ở gần đây thì mỗi khi đi chợ muốn mua chầu cao thì vào đây ủng hộ cô. Cầu mong cho cô đừng bao giờ già. Cũng già chứ ai cũng già, nhưng mà lúc nào cô cũng luôn khỏe mạnh nha. Ngày nào ra đây thì mua bay bán đắt, chứ còn già thì không ai tránh khỏi hết. Dạ cô giữ luôn đi để chừng quên tên. Dạ già thì ai cũng già hết các bạn, nhưng mà cầu mong cho mọi người luôn có nhiều sức khỏe. 3 năm nay không ai đi chợ luôn, gì mà dữ vậy trời. 3 năm nay không ai đi chợ. Đó, nói sao nói vậy đi, cái cô này sáng giờ cô bán được không? Bé luôn hả? Em chết. Cô này chắc bán đắt, cô cười không bán đắt à? Ấy luôn hả? Wow, đắt rồi, có tô hủ tiếu luôn. Thôi em ơi, chúc cô mua may bán đắt nha. Dạ YouTube, sáng giờ cô bán đắt không?
cũng được, ít ra cũng phải bán được chứ mấy con kia lắc đầu không à. Dạ thôi em cầu mong cho cô ngày nào cũng mua bán đắt. Dạ trước đây sao không biết, nhưng mà từ hôm nay hy vọng là chúc của em nó thành sự thật nha. Dạ ngày nào cô ở đây cũng khỏe mạnh cũng bán đắt nha. Dạ đây là tên của em. Má ơi má bán gì má? Má bán rau cải. Đây là rau cải của má nè các bạn. Các bạn ở gần đây có đi chợ muốn ăn rau cải thì vào bên trong khu chợ này ủng hộ má. Dạ con chúc má luôn khỏe mạnh, luôn ra đây thì mua may bán đắt nha má. Cảm ơn nha. Dạ. Lâu lâu có đi đâu nhớ đi. Dạ. Dạ. Con biết biết chỗ má rồi. Khi nào con có tới đây thì con ghé thăm má. Sáng giờ bán đắt không cô? Dạ, lai gai. Dạ, cũng bán lai gai, cô có bán đồ chai. Bán nhiều thứ lắm ạ. Đó. Bán bánh tráng, bán đủ thứ. Thôi cầu mong cho cô luôn bán đắt nha. Dạ cảm ơn cô. Đó mấy cô con cười dễ thương. Thôi mình đi vào khu vực bên trong, quay tiếp bên trong cho các bạn xem nha các bạn. Mấy cô thang thấy thương quá các bạn, ai cũng thằng ế quá. À, mấy chị đẹp ngồi đây uống cà phê. Bên đây thì bán đường đậu các bạn, đường đậu bán ai tập quá. À, đây thì bán quần bán áo. À, có một cô bán xôi giò, chim bán xôi. Em chào cô. Đây bán quần áo các bạn. Cô bán đồ chơi cho trẻ em, cái gì cũng có hết trơn các bạn, xe cộ gì quá nhiều. Khúc này bán đồ chơi cho em không các bạn? Bán mít, bán bánh tét, rồi bán mận, bán mận, bán nhãn, bánh bông lan, bên đây thì bán bánh kẹo nè các bạn, đồ chén dĩa, đồ mũ, đồ gia dụng các bạn, rất là nhiều, cái gì cũng có hết, quá nhiều luôn. Em chào cô xinh đẹp. Đó. Đây đó bạn. Dạ sao ai biết em hay vậy? À thế còn nhớ em luôn ha. Lúc này chị bán được không? Cũng bán đỡ đỡ ha. Dạ một gần, cũng gần một năm rồi á. Dạ ở đây chị bán chổi các bạn, ra cái chổi để xe đậy cho trẻ em, giỏ sách giống như các cái đồ gia dụng đó các bạn. Còn có mấy cái lồng chim, đồ cho gà vịt ăn, các bạn có muốn sử dụng các mặt hàng trên thì vào trong đây có một cô chị dễ thương. Ủng hộ chị, em cầu mong cho chị luôn mua may bán đắt nha. Nên nón, giày dép. À, cô ơi, cô chị vừa đi vừa cười vui vẻ quá, chào mấy chị đẹp. Quá nhiều dép các bạn, dép nón kết bóp, các mặt hàng lưu niệm cũng có nha các bạn, giày vớ tất gì rất là nhiều. Rồi tới đó là hết khu vực chợ các bạn. Còn bên trong nhà làm chung trung tâm mình vẫy vào mình chung trung tâm cho các bạn cùng xem nha. Bên ngoài thì có mấy cô, mấy cô bán trái cây, bán bông, bán quà các bạn. Rồi, trái cây rất là nhiều, trái cây nhãn, xoài, quýt, táo quá nhiều các bạn, bông nữa nè.
đi vào trong trung tâm cho các bạn xem nhé. Xem ở trong trung tâm khu nhà lồng này bà con mình mua bán những gì nha. Xem coi có giống những khu chợ khác bà con mình có đóng cửa hay không nha. Wow, có một bà cô, sao bà cô ngồi trong đây âm thầm vậy ta? Sao không ra ngoài bán cái cô? Ngồi đây quen rồi. Dạ, ngoài đây ít người vô hả cô? Không, người ta mối ha. Mối hả? Vậy là sáng giờ cô bán được ha. Dạ, cô bán bánh tét, bánh lá dừa, chuối. Ở đây nó không hồn màu, không náo nhiệt ở bằng ở bên ngoài nha các bạn. Nhưng mà cô bán ở đây là đa số khách hàng mối vào trong đây tìm cô. Dạ, con cầu mong cho cô luôn mua may bán đắt nha. Dạ. Ở trong khu trung tâm này các bạn cũng hoành tráng lớn lắm nha các bạn, còn có quần áo. Ở đây khu chợ này cũng rất là nhộn nhịp các bạn, chỉ có một hai chỗ là đóng cửa thôi, còn như là cũng vẫn mở cửa bán nha các bạn. Dạ. Gì đồng chí cho? Dạ. Ký xe TV. Cái gì? Dạ em gửi. Tí xe. Dạ tí ok. Xe. Đây đó là hết khu trung tâm rồi đó các bạn. Hải sản rất là nhiều các bạn. Tôm sống nửa ký 75.000 tôm sống nửa ký 75.000 chiếc xe cũng đã đi giáp khu vực chợ Hữu Thành rồi nhé các bạn. Giờ chiếc xe xin kết thúc video tại đây. Nếu các bạn có thấy thích video này thì cho chiếc xe xin một lượt đăng ký, nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn like vào. Thì xin tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở một video tiếp theo nhé.